Máy game Nintendo Switch được ra mắt khán giả vào tháng 3 năm 2017, ngót nghét cũng đã gần 7 năm trôi qua. Kéo theo đó là một loạt những tựa game Pokemon nối tiếp nhau ra đời, trong đó có hai cột mốc lớn là thế hệ 8 và thế hệ 9 của Pokemon. Theo kế hoạch sắp tới của hãng Nintendo thì họ sẽ giới thiệu một con máy mới, chưa có tên chính thức nên chúng ta sẽ tạm gọi nó là Switch 2. Và rất có thể Pokemon Legends Z2A sẽ là tựa game mở đầu và kích cầu lượt mua cho sản phẩm mới này, đánh dấu một thời kỳ mới cho những tựa game Pokemon về sau của nhà Nintendo. Vì thế thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá đâu là tựa game Pokemon Main Series hay nhất đã từng xuất hiện trên máy Nintendo Switch, từ đó chuẩn bị tinh thần chào đón con game và máy chơi game mới. Các bạn vẫn yên tâm là mấy tựa game cũ vẫn sẽ chơi được trên hệ máy Switch 2, nên nếu có mua máy mới thì cũng có thể trải nghiệm được mấy tựa game này một cách bình thường. Và ở mỗi phần tựa game, tôi cũng đều sẽ gắn link của đĩa game đó để các bạn có thể tham khảo về giá cả và cách mua của tụi nó. Và đây cũng sẽ là tín hiệu vũ trụ cho hơn 70% những bạn nào vẫn còn đang chần chừ sẽ nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những video tiếp theo, cũng như là những thông tin mới nhất mà tôi sẽ cập nhật về những tựa game mới trong tương lai. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Đầu tiên, những tựa game mà chúng ta sẽ đánh giá bao gồm Let's Go Pikachu và Let's Go Eevee, con game Pokemon đầu tiên trên Nintendo Switch. Tiếp theo là Pokemon Sword and Shield, mở màn cho thế hệ 8. Pokemon Brilliant Diamond and Shining Pearl, bản làm lại của tựa game Pokemon Diamond and Pearl năm 2006. Pokemon Legend Arceus, con game với lối chơi hoàn toàn mới của cả thương hiệu Pokemon, phát súng đầu tiên cho các tựa game Pokemon Legend về sau và kết thúc kỷ nguyên của thế hệ 8. Rồi cuối cùng, đó sẽ là Pokemon Scarlet and Violet, mở đường cho thế hệ thứ 9. Về tiêu chí đánh giá thì tôi sẽ đánh giá bao gồm về cốt truyện và thế giới trong game có hấp dẫn và sáng tạo hay không, gameplay có lối chơi mới mẻ và thú vị cân bằng hay không, về đồ họa của game thì thiết kế thế giới, Pokemon và sự tương tác giữa Pokemon và con người có thực sự chất lượng hay không, về nội dung và giá trị chơi lại, thời lượng chơi, hoạt động sau game và yếu tố khám phá, cuối cùng là con game đó sẽ phù hợp với đối tượng nào, game có dành cho người mới hay là fan lâu năm hay trẻ em hay không. Phần cuối của video thì tôi cũng sẽ chia ra hai hạng mục, dành cho người chơi mới thì sẽ có một bảng xếp hạng riêng, mà dành cho người chơi lâu năm cũng sẽ có một bảng xếp hạng riêng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào để nói về Pokemon Let's Go Pikachu và Let's Go Eevee, ra mắt vào năm 2018. Có lẽ là con game gây ra nhiều tranh cãi nhất. Thực ra con game nào của Pokemon ra mắt thì cũng tranh cãi y sơ đùng hết, nhưng con game này bị chửi nhiều hơn vì mang tiếng là con game mở đường cho tựa game Pokemon trên máy Switch, nên mọi người mong chờ nó sẽ bứt phá để thu hút người mua, kích cầu thị trường khi máy Switch mới ra. Nhưng rồi bùng một cái nó thay đổi gameplay một cách đột ngột, khiến cho những người chơi lâu năm khó hiểu. Cụ thể như nào thì chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu cùng nhau. Về cốt truyện và thế giới trong game thì cũng không hề có sự thay đổi và sáng tạo gì hết. Nó lấy lại toàn bộ nội dung và cốt truyện của bản game Pokemon Yellow ra mắt vào năm 1998. Nội dung khá đơn giản vì nó làm lại từ tựa game thế hệ 1 nên cũng không có cú twist nào chấn động. Nhận Pokemon khởi đầu, đi đánh 8 gym nhà thi đấu và cuối cùng đánh Tứ Thiên Vương và trở thành champion mới. Về gameplay thì đây cũng là một cái chỗ khá là tranh cãi nè, vì mục tiêu của Game Freak trong tựa game này là đơn giản hóa mọi thứ. Pokemon bây giờ cũng không có vụ mang theo vật phẩm nữa, cũng loại bỏ luôn cơ chế đặc tính. Một trận đấu Pokemon bây giờ chỉ được chi phối dựa trên những chỉ số như là EVs, IVs, Nature, Level và 4 chiêu thức của nó mà thôi, khiến cho việc đi game trở nên dễ hơn rất nhiều vì nó đã loại bỏ đi hai yếu tố quyết định là vật phẩm cùng với đặc tính. Bù lại đó thì nó có cả cơ chế tiến hóa Mega. Pokemon không cần mang theo vật phẩm nào bên người, mà trong túi bạn chỉ cần có viên đá của Pokemon đó thì bạn đã có thể tiến hóa Mega liền trong trận đấu. Thêm cái nữa là cơ chế bắt Pokemon không cùng vụ đánh cho nó xuống máu đỏ, thấm mệt rồi mới quăng quả bóng, mà chúng ta sẽ ném quả bóng Pokemon bằng tay cầm Joy-Con của mình, như là cách bắt Pokemon trong Pokemon Go gì đó. Nếu có hai người cùng chơi, cùng ném quả bóng thì tỷ lệ bắt Pokemon sẽ cao hơn. Và cơ chế này cũng khiến cho việc săn Shiny trong game trở nên dễ hơn nhiều lần so với những tựa game khác. Đến đây thì ai cũng sẽ hiểu được đối tượng khán giả và mục đích tạo ra con game này. Game Freak hướng đến những người chơi mới. Có thể họ tiếp xúc với Pokemon thông qua sự bùng nổ của Pokemon Go vào năm 2016, kéo dài độ hot cho đến tận 2 năm sau. Đây sẽ là những đối tượng khách hàng mới tiềm năng cho Game Freak, giúp họ mở rộng tệp khán giả cho những tựa game Pokemon chính thống sau này. Để đánh giá về lối chơi của con game này thì tôi cũng nghĩ nên đứng ở góc nhìn của đối tượng người chơi mới mà Game Freak hướng đến. Nó dễ chơi, dễ hiểu, khiến cho họ làm quen với cách chơi Pokemon truyền thống mà không quá xa lạ với những Pokemon Go mà họ đã biết. Nên với góc nhìn đó thì con game này thực sự đã làm tốt vai trò của mình rồi. Chỉ có điều hơi thiệt cho những game thủ lâu năm là họ đã đợi rất lâu để có được một con game trên Switch, và cuối cùng thì họ lại phải đợi thêm vài năm nữa để thực sự có tựa game dành cho mình. Độ khó của game thì như những gì đã kể trên thì chúng ta cũng đủ biết là con game này cực kỳ dễ chơi và dễ qua màn. Các màn đánh boss nhỏ như là lấy huy hiệu cũng không còn khó, và cả đường đi đến Tứ Thiên Vương hay là Champion cũng rất là dễ.
không có gì thách thức người chơi hết. Cho nên nếu bạn là fan lâu năm thì sẽ khá chán đó, vì không có thử thách nào thực sự khó nhằn ở đây cả. Về đồ họa của game thì đây sẽ là con game top đầu về đồ họa mà tôi muốn Pokemon hướng tới. Màu sắc trong game có độ rực khá cao, cực kỳ tươi sáng. Có thể đó chỉ là những rừng cây và bụi cỏ không quá chi tiết, chỉ là một khối vật thể để được đổ bóng lên mà thôi. Nhưng họ làm nó rất gọn gàng và đặc biệt không có răng cưa. Hang đá hay là mặt nước đều được làm rất tinh gọn và nhìn rất hoàn thiện, dù chẳng có một độ chi tiết cao như là các bản game về sau. Có vẻ là vì các cảnh vật xung quanh trong game chỉ là những khối hình thù được đổ màu, nên họ đã đầu tư hơn cho phần hệ thống ánh sáng trong game. Đổ bóng các Pokemon đang bay trên trời và đổ bóng người chơi cũng vô cùng mượt mà. Quan trọng là trải nghiệm chơi của tôi không thấy một chỗ nào bị giật lắc khung hình hay là drop frame như là mấy cái game về sau. Nói chung là khi chơi rồi mới thấy phần hình ảnh trong game đúng là rất tươi mới. Và hơi cá nhân xíu là dù gameplay có dễ thì cũng là con game duy nhất cho tôi cảm giác là mình đang chơi Pokemon lần đầu tiên. Và điểm cộng to bự nhất về đồ họa phải nói cho con game này đó chính là việc có Pokemon theo sau. Có vẻ như là Game Freak cũng đoán được việc ra mắt tựa game có sự thay đổi lớn về lối chơi như vậy sẽ rất dễ bị chửi lên bờ xuống ruộng, nên họ đã bù đắp lại cho người chơi thêm một cơ chế phải nói là hay nhất từng xuất hiện. Ý tưởng này không mới, nhưng mà cách họ triển khai lại vô cùng hoàn thiện. Tất cả 151 con Pokemon đều có chuyển động riêng và thể hiện rõ tính cách hoặc là tập tính sinh học của từng con. Những con nào mà có kích cỡ lớn hơn thì đều có thể cưỡi lên nó mà đi hết. Ấn tượng nhất là dưới nước bạn có thể cưỡi Lapras và cả Gyarados, chạy băng băng cùng với là Arcanine to vật vã, cưỡi trên lưng Lapidus và đu càng trên bụng Snorlax. Một trải nghiệm giải trí vô cùng dễ thương và dễ chịu. Về phần nội dung sau khi hoàn thành game thì tôi thấy nó cũng không cao. Quấn đi quẩn lại chắc chỉ bắt Shiny là những gì vui nhất sau khi hoàn thành game thôi. Còn lại thì không có quá nhiều content. Luyện Pokemon đánh VGC là chắc chắn không có rồi nè. Có cho đặc tính và vật phẩm chiến đấu đâu mà đấu. Nên tôi sẽ không đánh giá cao về giá trị chơi tiếp sau khi đã phá đảo con game này. Về đối tượng thì sau những đánh giá trên, ai cũng thấy con game này cực kỳ phù hợp cho người chơi mới và con em của mình rồi ha. Vì nó có phần nhìn phải nói là đỉnh của chớp, dễ chơi và cả gameplay lẫn độ khó của game cũng dễ chịu, cho nên là sẽ cực kỳ thư giãn. Bạn lấy con game này chơi với gia đình là số dách luôn. Một năm sau của dòng game Pokemon Let's Go thì tháng 11 năm 2019, át chủ bài đầu tiên của thương hiệu Pokemon Sword and Shield ra đời. Về cốt truyện và thế giới trong game thì ở vùng này nhiệm vụ của chúng ta vẫn là đi thu thập 8 huy hiệu của 8 nhà thi đấu để đấu trận cuối cùng với champion vùng này. Được một chút thay đổi thì phản diện trong trò chơi này không phải là một tổ chức nữa mà là một người khác cùng với lại Pokemon huyền thoại. Nhưng động cơ của những nhân vật phản diện này cũng không rõ ràng và cách triển khai kế hoạch của họ cũng chưa thực sự tốt, nên dẫn đến là sức nặng của câu chuyện cũng không quá ấn tượng. Nhưng đây cũng là phần game đầu tiên của thương hiệu có các phần mở rộng DLC, khám phá hai bản đồ mới cùng vùng Galar, chủ yếu là để bắt và giới thiệu các Pokemon huyền thoại mới cho game. Chứ thực sự độ ảnh hưởng tới cốt truyện thì cũng không quá nhiều. Nên thật ra theo cá nhân tôi thấy thì cốt truyện của Pokemon Sword and Shield cũng chỉ nằm tầm trung thôi. Về gameplay thì có hai cái đáng chú ý trong phần game này. Về khu vực Wild Area thì đây có thể xem như là lần thử nghiệm của Game Freak để tạo ra một khu vực bán thế giới mở, nơi các Pokemon xuất hiện và chạy loanh quanh chứ không chỉ giới hạn trong bụi cỏ nữa. Ở phiên bản Pokemon Let's Go Pikachu và Eevee thì cũng đã có hơi hướng Pokemon xuất hiện bên ngoài rồi, nhưng vẫn còn khá loanh quanh trong bụi cây. Thì Pokemon Sword and Shield dành ra một khu vực rộng lớn nằm ở giữa bản đồ để thử nghiệm tính năng này. Bạn có thể thấy được các Pokemon tương tác nhẹ với môi trường xung quanh, thể hiện được sơ sơ tập tính của chúng. Nhưng thật ra cũng đúng là thử nghiệm vì còn khá có nhiều cái không ok. Chúng ta sẽ nói trong phần đồ họa game sau. Về cơ chế Dynamax thì đây là một cơ chế mới toanh. Bạn chỉ được sử dụng một lần trong một trận và việc hóa khổng lồ sẽ kéo dài trong 3 lượt. Khi hóa khổng lồ thì cả sinh lực và chiêu thức của Pokemon cũng đều sẽ được cường hóa. Đây là cơ chế có thể coi như là cân bằng nhất thời điểm bây giờ, vì nó cho phép mọi Pokemon đều sử dụng được cơ chế này và không cần mang thêm vật phẩm nào cho cầu kỳ, giúp cho chiến thuật của người chơi trở nên đa dạng hơn. Tuy nhiên thì cũng sẽ có một số Pokemon có hình dạng đặc biệt hơn, gọi là Gigantamax, với hiệu ứng chiêu thức cũng sẽ khác hơn. Từ đây thì lần đầu tiên Pokemon giới thiệu cơ chế vào hang đánh boss, nơi mà bạn sẽ bắt được những Pokemon có hình dạng Gigantamax không thể nào bắt được ngoài tự nhiên, khuyến khích chúng ta sẽ kết bạn cùng nhau để lập đội hình và chiến đấu với những Pokemon khổng lồ và thu phục chúng. Nhờ vậy mà chúng ta sẽ tốn rất nhiều thời gian cho việc khám phá Wild Area cũng như là đi săn các hang Dynamax để bắt được Pokemon hình dạng hiếm, bên cạnh nhiệm vụ chính là trở thành Champion. Về mảng đồ họa thì thật ra cái game này cũng có cái đáng khen mà cũng có chỗ đáng chê. Chỗ đáng bị chê nhất chắc nằm ở mảng chuyển động của nhân vật. Thiệt ra là thà trước khi game ra mắt, nhà sản xuất không lấy lý do là cắt giảm National Dex để bù lại cho mảng đồ họa của game, rồi cái thành quả là mấy chuyển động còn thua những bản game thời năm 2000 thì đã không bị chửi đến vậy rồi. Nào là copy lại những model của nhân vật cũ và đủ thứ khác. Khu vực Wild Area thì trống trải và cảnh vật cây cối xung quanh cũng sơ sài. Các Pokemon trong khu hoang dã cũng chỉ xuất hiện loanh quanh,
chứ không có tương tác gì với môi trường cả. Như kiểu là họ chỉ thả nó vô đó cho chúng đi vòng vòng vậy thôi, làm cho cảm giác rất là vô hồn trong khu vực này. Và tôi cũng khá đồng ý về nhận định này. Nhưng nếu bỏ đi Wild Area thì tôi cũng phải khen về mặt màu sắc và ánh sáng, cũng như là nét vẽ trong phần game này. Ngoại trừ khu hoang dã nó khá là vô hồn ra, thì các khu vực bắt Pokemon trong bụi cỏ, thành phố hay là các con đường đi cốt truyện game lại có màu sắc và ánh sáng vô cùng đỉnh mắt. Có thể lý giải phần nào là Game Freak đã quá quen với kiểu truyền thống này, nên những khu vực đi game cốt truyện họ làm phần nhìn rất tốt. Nhưng Wild Area lại là một thử nghiệm mới, nên họ vẫn còn khá sơ sài trong mảng này. Nếu chúng ta không quá tập trung vào khu vực Wild Area, thì thực sự những khu vực còn lại như là những cánh rừng của chim hệ tiên, khu rừng bí ẩn của hai Pokemon huyền thoại, những đồi thảo nguyên, hồ nước được vẽ tạo cảm giác vô cùng có chiều sâu gần xa, giống như đây là một vùng đất rộng lớn, những căn nhà theo phong cách làng quê nước Anh được tả khá là tỉ mỉ về mặt chất liệu, những khối đổ sáng trong game được sử dụng hiệu ứng halation, tạo cảm giác khá là rực rỡ và sinh động. Một điểm nữa là các đường nét trong game rất mượt và không hề có răng cưa, cái mà Pokemon Scarlet and Violet không làm được, dù là thế hệ mới nhất. Nhưng xui cái là hai bản DLC, The Crown Tundra và Isles of Armor, sau khi ra mắt lại chọn mở rộng các khu vực giống như Wild Area nhiều hơn. Các trận đánh Red Show nổi nhất cũng diễn ra ở những khu vực hoang dã này. Còn các khu vực đã chơi xong cốt truyện rồi thì ít ai quay lại để thật sự nhìn ngắm, nên người chơi cũng chỉ chăm chăm chơi mấy cái sự trống trải và vô hồn của khu vực Wild Area mà thôi. Nói nhiều thì tôi cũng thấy phần đồ họa trong Sword and Shield xứng đáng được phát huy hơn về mảng màu sắc, đường nét và hệ thống đổ sáng trong game, vì nó phát huy rất tốt mảng này từ Pokemon Let's Go rồi. Chứ còn về mảng môi trường trong game thế giới mở thì Game Freak vẫn còn phải cải thiện rất nhiều. Về phần nội dung và giá trị chơi lại, đối với các game thủ lâu năm xây dựng đội hình VGC thì đương nhiên họ sẽ gắn với con game này nhiều hơn, vì đây sẽ là con game chính thức được sử dụng trong các giải đấu VGC của Gen 8. Còn đối với người chơi bình thường thì có thêm hai bản TOC ra mắt, khiến cho khối lượng nội dung sau khi người chơi đã trở thành champion cũng trở nên nhiều hơn đáng kể với các tựa game trước đó. Theo sau là những hành trình đánh raid để bắt các Pokemon huyền thoại của các bản game trước, với tỷ lệ bắt được Shiny cũng cao không kém. Nhờ đó mà chúng ta có thể bỏ hàng trăm giờ chơi ra chỉ để săn lùng tụ huyền thoại Shiny này. Cho nên về tính đồ sộ sau khi hoàn thành game thì con game này cũng khá là nhiều đó. Về đối tượng phù hợp với con game này thì Pokemon Sword and Shield vẫn giữ lại được nét truyền thống của dòng game Pokemon, bao gồm cả việc đi thu thập huy hiệu, Pokemon trong bụi cỏ, đánh champion và trở thành nhà vô địch. Nên nó cũng có thể là lựa chọn thứ hai sau Pokemon Let's Go, dành cho những người chơi mới tiếp xúc với Pokemon, đang xem với những cải tiến về phần bán thế giới mở. Và các bản DLC kèm theo sau đó sẽ là lựa chọn phải trải nghiệm cho những người chơi cũ. Chung quy là con game này sẽ làm tốt vai trò dẫn dắt người chơi mới bắt đầu làm quen với những sự mới mẻ trong thế giới Pokemon, làm nóng cho người chơi cũ để chuẩn bị cho những cải tiến và màn lột xác vượt bậc trong những con game tương lai mà Game Freak sắp cho ra mắt. Khoảng thời gian cuối năm 2021 và năm 2022 là giai đoạn sôi nổi nhất của những người chơi Pokemon trên toàn thế giới, khi mà lần đầu tiên trong lịch sử phát hành của hãng, chúng ta có hai tựa game ra mắt chỉ cách nhau 3 tháng. Tháng 11 năm 2021 là bản game remake Pokemon Brilliant Diamond and Shining Pearl ra đời. Và ngày 28 tháng 1 năm 2022 là bản game Pokemon Legend Arceus lên kệ trên toàn thế giới. Nói về bản game remake bị chửi nhiều nhất trước đi, thì bản game này được một đơn vị game khác thầu, đó chính là Ilka, công ty đứng sau hỗ trợ những tựa game như là Yakuza Zero, Dragon Quest, Nier Automata, Naruto Shippuden, và họ cũng là công ty tạo ra những ứng dụng Pokemon Home và game One Piece Odyssey. Phần game này được đồng đạo diễn bởi Junichi Masuda, người từng đạo diễn cho bản game Pokemon Diamond and Pearl trước đó. Về cốt truyện thì phần game này cũng không hề khác bản game Diamond and Pearl một chút nào. Từ Pokédex đến bối cảnh, nhân vật cốt truyện nói chung là B nguyên C nguyên bản. Khi tôi nói nguyên C là thật sự nó B y chang Pokemon Diamond and Pearl bản cũ qua. Ngay cả khi việc xuất hiện của Giratina và Distortion World là cái được khen nhất của thế hệ 4 trong bản game Pokemon Platinum thì họ cũng không bỏ vào. Bản game Diamond and Pearl có khuyết điểm nào đã được sửa đổi trong bản game Platinum, họ cũng không sửa mà bê y nguyên những điểm yếu đó vào luôn. Nên ai mà muốn chơi thử từ game Gen 4 mà hệ máy Nintendo DS giờ đã lỗi thời thì có thể mua bản game này để có thể trải nghiệm y chang về cốt truyện luôn, chỉ là đồ họa tốt hơn mà thôi. Về mặt gameplay, vốn bản gốc Diamond and Pearl đã có khá nhiều lỗ hổng, khi mà nguyên cái vùng bạn chỉ có thể bắt được hai Pokemon hệ lửa, đó chính là Rapidash và Pokemon khởi đầu là Infernape. Còn mấy Pokemon hệ lửa khác thì phải chịu khó xuống Grand Underground, đào mỏ, kiếm cái tượng đá hình Pokemon hệ lửa đặt vào căn cứ bí mật của mình, thì tỷ lệ xuất hiện của Mach B hay là Houndoom mới có thể nhiều hơn. Chứ bản gốc là bạn phải đánh thắng Champion thì mới bắt được mấy con Pokemon hệ lửa khác. Và nhờ đó mà cơ chế đào mỏ dưới lòng đất và Pokemon Underground trở thành cơ chế thú vị nhất trong bản game remake này. Có những Pokemon bạn không thể bắt được trên mặt đất và bạn phải xuống đây mới bắt được. Có những Pokemon rất hiếm như là Gible, nếu bạn không biết được chỗ bắt của nó ở đâu thì các bạn có thể hoàn toàn xuống đây để bắt.
thậm chí là có thể săn shiny ở đây cũng dễ hơn trên mặt đất khá là nhiều. Và trong gameplay thì độ khó của game cũng là điểm sáng chói lóa nhất khi mà đánh với Tứ Thiên Vương và Champion. Quá trình chơi game thì không có khó đến vậy, nhưng mà vào Pokemon League rồi thì mọi thứ tự nhiên khó tăng vọt lên. Các Tứ Thiên Vương ai cũng có trang bị vật phẩm phù hợp, Pokemon có chiêu thức và chỉ số được tối ưu hết mức. Và cuối cùng là cái ải khó nhất của thế hệ 4 cũng như là toàn bộ các Champion khác là Cynthia. Thực sự là cú gánh cho trò chơi này rất nhiều, khi mà đây là Champion duy nhất đến giờ trong game sở hữu đội hình full chỉ số EVs IV và các trang bị vật phẩm như là đi đánh giải luôn. Pokemon thì đa dạng các hệ, con nào cũng thuộc hàng top của thế hệ 4. Chi tiết hơn về Champion huyền thoại Cynthia thì tôi cũng nói trong video về những trận đánh boss khó nhất rồi, các bạn có thể xem qua đó cho kỹ hơn ha. Đó là những điểm sáng nhất trong phần gameplay của bản làm lại này. Còn về phần đồ họa thì tôi sẽ ở đây để chỉ ra những điểm cộng trong mặt đồ họa của game, vì tôi đã thấy có quá nhiều ý kiến chỉ trích cái mảng đồ họa của game này rồi. Đa phần là họ cho rằng con game này là một bước đi lùi, khi mà Pokemon Sword and Shield với đồ họa tỷ lệ khá chuẩn. Ánh sáng, môi trường, cảnh quan họ đều làm rất tốt, ít nhất là ngoại trừ Wild Area ra, thì người chơi đã rất mong đợi được thấy vùng Sinnoh với một tỷ lệ thật, với những thảo nguyên, sông ngòi, đồi núi bạc ngàn, xứng tầm với nơi ở của các huyền thoại khai sinh ra thế giới Pokemon. Để rồi họ nhận lại được chỉ là một đồ họa chibi góc nhìn từ trên xuống, không khác gì những phần game từ năm 2006. Dư luận bắt đầu chỉ mũi vào Ilka, và ở giai đoạn đầu của game họ có ác cảm với công ty này rất nhiều. Nhưng nếu nhìn qua concept art của các nhà phát triển trong giai đoạn lên ý tưởng trong phần game này, thì ta có thể thấy tầm nhìn của họ hoàn toàn khác so với sản phẩm cuối cùng. Nhìn qua các con game khác mà Ilka đã tham gia, thì ta biết họ hoàn toàn có khả năng biến những gì trên trang giấy thành hiện thực. Nhưng quyết định đầu tư hay không thì nằm ở Game Freak và Nintendo. Họ giao phần game remake này lại cho Ilka để tập trung nhân lực và nguồn vốn cho con game chủ chốt nhất của mình là Pokemon Legend Arceus. Dẫn đến là ngân sách đầu tư cho sản phẩm remake này sẽ không cao và bắt buộc Ilka phải thu hẹp ngân sách nhất có thể bằng cách sử dụng lại những gì đã có từ bản game 15 năm trước. Nhưng quan trọng hơn cái tôi muốn khen là dù phải chọn phát triển theo hướng đồ họa chibi và bị hói deadline sắp mặt, bằng chứng là cái trailer đầu tiên từ màu sắc ánh sáng còn thua cả mấy con game thời cố lỉ cố lôi mấy thập kỷ trước. Đó cũng là bước đầu để hãng Ilka bị chửi tàn canh gió lạnh. Cho đến ngày ra mắt chính thức thì con game có màu sắc và ánh sáng được cải thiện rất nhiều, cũng như là có chiều sâu hơn. Và nếu chúng ta để ý kỹ về chuyển động mặt nước thì cũng sẽ thấy họ đầu tư rất tỉ mỉ những chi tiết nhỏ này để bù đắp lại những sự giới hạn về sáng tạo mà mình có. Nhìn vào mặt nước, những cánh đồng hoa là đủ thấy nếu không phải Ilka chắc không còn gì cứu lại được cái bản remake nhạt nhẽo này nữa. Các khu vực trong Grand Underground còn đẹp hơn, khi mà đầm lầy, sa mạc, núi lửa cũng được làm rất chỉnh chu, dù chẳng cần phải theo kiểu ta thực làm gì. Về sự tỉ mỉ chi tiết và cách đổ bóng ánh sáng môi trường thì bản game Brilliant Diamond and Shining Pearl có thể ngang hàng hoặc hơn cả Pokemon Let's Go Pikachu và Eevee. Nhưng về phần nhìn là vậy thôi, về chuyển động thì lại bị chửi. Cơ chế Pokemon theo sau được thêm vào để vớt vát lại tình cảm của người hâm mộ, nhưng vô tình là giọt nước tràn ly vì không đâu vào đâu. Những Pokemon theo sau với tỷ lệ scale lại hết sức là buồn cười. Thảm thương nhất có lẽ là Rayquaza, một vị thần bầu trời mà khi đi theo sau người chơi như là một con giun rắn lục bị đột quỵ vậy đó, cứng đờ hết cả người. Milotic đẹp thì có đẹp, cũng bị chung số phận đột quỵ với Rayquaza luôn. So sánh chuyển động của các loài rắn hay là những chuyển động phức tạp trong Pokemon Let's Go Pikachu và Eevee thì cái bản game PDSP này không bằng một cọng lông chân nữa. Chắc có chuyển động của tôi là họ làm còn có chút tôn trọng ạ. Còn lại nhiêu không là làm cho có thôi. Cái này không đổ lỗi cho Ilka được. Rõ ràng là việc nhập nhằng giữa tỷ lệ thực của Pokemon và tỷ lệ nhân vật chibi đã tạo ra một thảm họa cho cơ chế này. Họ bị hói deadline quá đổi, phải nhắm mắt cho qua những Pokemon có chuyển động phức tạp. Chứ kể là mấy lỗi khiến chúng ta kẹt giữa NPC hoặc là một khoảng hư không nào đó trong game, bắt buộc người chơi chỉ có thể tắt máy và mở lại, làm gián đoạn quá trình chơi rất nhiều. Các bản cập nhật mới và vá lỗi liên tục được tung ra để cải thiện tình trạng và hiệu suất cho game, cho thấy Ilka đã không có một khoảng thời gian phù hợp trong việc phát triển con game này. Cũng đúng thôi, lần đầu tiên họ tiếp xúc với các dữ liệu model và cách tạo ra một con game Pokemon chính thống, cộng với thời gian phát triển hạn chế thì có lỗi nhiều là vậy là quá dễ hiểu rồi. Chỉ có trách là trách Game Freak đã quá tham lam để sản xuất hai con game có thời điểm ra mắt quá sát nhau mới xảy ra cớ sự này mà thôi. Nói chung là khen cũng có mà chê cũng có. Thật khó để kiếm ra một con game Pokemon nào mà không có một hai cái lỗi trời ơi đất hỡi. Về nội dung và giá trị chơi lại thì đáng buồn là không có nha. Muốn đánh VGC là cũng đã có Sword and Shield rồi. Phần này là bỏ luôn Battle Frontier, thay vào đó là đi bắt huyền thoại và Giratina ở một khu vực vô cùng nhỏ và vô hồn. Nói chung là bắt xong là hết chuyện để làm rồi đó. Đối tượng thì tôi thấy game này phù hợp với người chơi mới sau Pokemon Let's Go, vì nó không quá nhiều thay đổi như Pokemon Sword and Shield và vẫn giữ được độ khó khi mà đối đầu với các Tứ Thiên Vương hay là Champion ở cuối game, nên mức độ sẽ thử thách hơn với người chơi mới để họ có thể chuyển qua các dòng game về sau. Và rồi chúng ta sẽ đi qua con game làm mưa làm gió năm 2022 của Game Freak, đó chính là Pokemon Legend Arceus.
Sau 3 tháng phát hành Pokemon BDSP, con game khiến cho Game Freak nhiệt tình đầu tư nguồn lực đã ra đời. Một con game với lối chơi hoàn toàn khác so với những gì mà thương hiệu Pokemon đã làm trong suốt 30 năm qua. Về cốt truyện, con game này lần đầu tiên đưa nhân vật chính xuyên không vào quá khứ nhờ sức mạnh của Arceus. Vị thần này giao phó trách nhiệm giải quyết những sự kiện bí ẩn đang xảy ra ở vùng Sinnoh thời xa xưa với tên gọi cũ là Hisui. Thời này con người và Pokemon vẫn đang sinh sống tách biệt nhau vì họ cho rằng những sinh vật kia là hung hăng và đáng sợ. Con người vẫn chưa có cách nào huấn luyện được chúng. Họ cùng nhau xây dựng những ngôi làng với tường rào kiên cố, ngăn chặn sự tiếp xúc với các Pokemon hoang dã. Và làng Jubilife là một trong những ngôi làng nhộn nhịp nhất của vùng Hisui lúc bấy giờ. Cũng ở đây, các vết nứt không gian thời gian xảy ra trên đỉnh núi Mount Coronet, ảnh hưởng đến 5 loài Pokemon cao quý trên vùng đất này, khiến cho chúng trở nên điên cuồng và không ngừng quậy phá. Chúng ta sẽ được nhận vào tổ chức trinh sát đoàn Galaxy, được đặt trụ sở tại ngôi làng Jubilife, đi làm nhiệm vụ thám hiểm và bắt tất cả các Pokemon trên vùng Hisui để nghiên cứu, giải quyết sự điên cuồng của 5 loài Pokemon cao quý và tìm ra được lý do cho việc xáo trộn không thời gian của vùng đất này. Về gameplay thì có rất nhiều sự đột phá. Dễ thấy nhất là Game Freak đã biến game có nhiều yếu tố hành động hơn là cơ chế đánh theo lượt như truyền thống. Việc đánh theo lượt nó cũng có, nhưng mà sẽ được kết hợp với nhau. Và trong game thì nhân vật cũng sẽ chết do bị Pokemon tấn công là chuyện bình thường đó. Ví dụ như là việc đánh boss, người chơi phải làm con boss suy yếu bằng cách ném những túi hương và xoa dịu tụi nó. Cơ chế nhảy né cũng được tích hợp như các dòng game Dark Souls. Đến lúc nó yếu đi thì ném qua bóng gọi Pokemon ra tiếp chiêu, hỗ trợ người chơi cấu máu tụi nó tiếp. Trong cái việc đánh nhau theo lượt thì cũng có sự cải tiến. Giờ đây thì việc đánh không phải cứ lượt này tới bạn thì lượt sau sẽ tới tôi, mà mỗi chiêu thức tấn công đều sẽ có hai phong cách ra đòn khác nhau là Strong Style và Agile Style. Nếu chọn Strong Style thì sát thương chiêu thức sẽ cao hơn, bù lại thì lượt sau sẽ là lượt đánh của đối thủ. Nếu chọn Agile Style thì sát thương sẽ bị giảm một chút, bù lại thì lượt sau bạn sẽ vẫn được đánh tiếp rồi mới tới đối thủ. Việc chọn phong cách ra đòn này cũng khiến cho tính chiến thuật và tính toán được nâng lên cao. Bạn có thể chọn cách ra đòn bình thường hoặc là chọn cách ra đòn nhanh để lượt sau vẫn đánh tiếp, hoặc là chọn cách ra đòn dứt điểm đối thủ trong một đòn. Lượt đánh tiếp theo sẽ được hiển thị bên phải màn hình để bạn có thể nắm bắt dễ dàng hơn. Trong mảng hành động thì game cũng cho chúng ta những màn đánh boss cực kỳ căng, khi mà nhịp độ trận đấu và cách ra đòn của mấy con boss không hề chậm, nhảy muốn lòi giành, ném túi hương muốn điên cuồng. Nói chung là không chỉ dùng đầu mà còn phải dùng sức nữa. Cơ chế bắt Pokemon thì giờ đây vừa tích hợp kiểu truyền thống là đánh nó cho mệt rồi mới bắt, vừa tích hợp kiểu mới hơn là ném bóng từ xa để bắt, giống với ý tưởng của Pokemon Go, nhưng kiểu triển khai thì hợp lý hơn. Và tin tôi đi, game này thì chúng ta phải lúp lùm khá nhiều để bắt Pokemon đó, vì trong vùng này những Pokemon cực kỳ hung dữ, đặc biệt là những Pokemon Alpha, kích cỡ to lớn gấp đôi con bình thường, đôi mắt thì đỏ rực, sẽ tấn công bạn cho đến khi bạn ngủm thì thôi. Bạn muốn gọi Pokemon ra phụ thì level của tụi này cũng cao gấp nhiều lần Pokemon của bạn. Đánh thú cưng của bạn ngủm rồi thì nó sẽ quay ra dí bạn, và rất khó khăn để bạn có thể chạy thoát khỏi tụi nó, đặc biệt tụi nó dí rất dai. Cho nên cơ chế mà núp bụi cỏ rồi ném bóng sẽ là cách bắt cực kỳ hiệu quả cho bạn nếu muốn tiết kiệm thời gian. Các quả bóng Pokeball trong đây sẽ được phân loại ra như là Heavy Ball, có các cấp bậc khác nhau, dùng để bắt Pokemon nặng ký và tỷ lệ bắt cao khi mà ném bất ngờ vào Pokemon lúc đang núp bụi cỏ. Các loại ball màu xanh như là Wing Ball có các cấp bậc khác nhau luôn, dùng để bắt các Pokemon bay trên trời hoặc là ở khoảng cách xa, và một số loại bóng chứa khác, khiến cho việc lựa chọn các quả bóng chứa phù hợp để bắt cho từng loại Pokemon tùy vào tập tính của chúng là một phần vô cùng hay trong bản game lần này. Thêm cái nữa là con boss cuối game là con boss khó chưa từng có. Tôi cũng có nói trong video về boss khó đánh nhất rồi, các bạn có thể xem kỹ hơn bên đó ha, khiến cho con game này có thể làm thỏa mãn rất nhiều người chơi lâu năm muốn try hard. Về đồ họa thì rồi, đây là phần tôi muốn nói nhất vì rất có nhiều ưu điểm trong bản game này. Ví dụ như về cảnh quan môi trường, đồng ý là ở tầm nhìn xa thì thế giới trong game không hề đẹp, có phần xấu nữa vì những cảnh vật đằng xa với mấy cái texture lặp đi lặp lại còn thua lúc tôi mới năm nhất đại học đi học thiết kế nữa, thua cả những bản game mười mấy năm về trước. Nhưng khi ở góc nhìn cận thì chi tiết trong game được đầu tư kỹ hơn, hệ thống độ bóng ánh sáng và màu sắc trở nên sinh động hẳn. Tôi cũng phải dành lời khen cho những cảnh quay trong rừng, nó cho mình cảm giác rất là bí ẩn và không hề bị trống như các bản game khác. Tuy nhìn kỹ thì vẫn có lỗi, nhưng việc ánh sáng xa gần thể hiện rất tốt, khiến cho khu rừng có chiều sâu hơn. Nhưng như đã nói ở trên, nếu bạn bay lên cao thì phần đồ họa tụt điểm về âm liền. Và cái đáng khen nhất mà tôi muốn mọi người chú ý đến là animation trong game. Trước hết thì bản game này là bản game đầu tiên, chúng ta không cần phải có một đoạn chuyển cảnh nào để có thể bắt đầu vào trận đấu. Thấy Pokemon hoang dã là chọi quả bóng ra, đánh tại chỗ, không cần cắt cảnh, vẫn nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Còn thấy trainer là đánh tại chỗ, khỏi chuyển cảnh luôn. Đã vậy thì chúng ta còn có thể tự do di chuyển nhân vật của mình, chạy tới chạy lui trong trận đấu nữa. Tuy là một chi tiết nhỏ thôi, mà tới bây giờ mới có thể có được. Tuy chọn đổi góc nhìn khiến chúng ta quan sát chủ động trận chiến, dễ coi chuyển động của từng Pokemon hơn. Lúc tụi nó ra đòn đánh nhau, chúng ta cũng thấy được toàn cảnh, chứ không phải là phụ thuộc vào một góc quay cố định nữa. Điều mà ngay cả game Pokemon Scarlet and Violet ở trên chính cũng không thể nào làm được. Chuyển động khi chúng ta ném bóng vào Pokemon để khai màn trận chiến cũng mượt mà, chứ không hề bị trễ nhịp như là Pokemon Scarlet.
nhờ chơi Pokemon Scarlet trên 9 mà tôi để ý cái lỗi này đó. Rồi phải quay lại Pokemon Legend mà khen điểm này, vì nó làm rất tốt so với mấy tựa game mới ra. Và cuối cùng, cái làm tôi bất ngờ nhất trong animation chính là hiệu ứng chiêu thức. Sao tôi thấy ít ai khen cái điểm này của game, mặc dù Pokemon Legend Arceus là con game đầu tiên làm cực kỳ tốt cái hiệu ứng chiêu thức này. Tất cả các chiêu thức đều có chuyển động ra đòn cực kỳ đẹp, phải nói là rất sống động và vô cùng uy lực. Nó đơn giản như là chiêu phun lửa Flamethrower đi. Nếu là mấy bản game khác thì nó chỉ là một dòng phun lửa, nhìn khá là bình thường. Ngay cả bản game Pokemon Scarlet vẫn không khá hơn. Nhưng mà trong bản game Pokemon Legend Arceus thì chiêu phun lửa này thật sự là một dòng lửa được phun ra như là từ mấy cây súng bắn lửa luôn. Điểm đầu của nó màu xanh dương, về điểm cuối là màu cam đỏ, khiến cho cảm giác xuất chiêu này vô cùng chân thật. Hoặc là chiêu độc quyền Judgment của Arceus. Mấy cái bản game trước thì cắt cảnh khá nhiều như là bắn pháo hoa. Còn game Pokemon Legend Arceus vì cảnh cắt hoàn toàn là không có, và chúng ta đều có thể nhìn toàn cảnh trận chiến, nên chiêu lưu tinh phán quyết này của Arceus đích thực là một trận mưa thiên thể giáng xuống đối thủ. Phải nói là vì trong phần game này số lượng Pokemon trong Pokédex không nhiều, chỉ có 242 con mà thôi, nên Game Freak có nhiều không gian hơn để chăm chút cho các chi tiết nhỏ, khiến cho thế giới trong game thật sự là khắc nghiệt và sinh động hơn rất nhiều. Về giá trị chơi lại thì nội dung sau phần cốt truyện chính cũng không nhiều, chủ yếu sau khi giải quyết được sự kiện không thời gian ở đỉnh Mount Coronet thì chúng ta vẫn còn một số nhiệm vụ khác, và cái kết thật sự cuối cùng mới hé lộ. Sau đó thì cũng không còn gì để khám phá nữa, nhưng đi được đến cái kết cuối cùng thì cũng tốn của người chơi một thời lượng rất nhiều đó. Cộng thêm đây không phải là một bản game chính có cơ chế chiến đấu dành cho VGC, nên người chơi hệ đánh giải đánh răng đồ đó cũng không có gì để làm. Nhưng bắt Pokemon trong game cũng khá là dễ, và mọi Pokemon đều có hình dạng bình thường và hình dạng alpha siêu to khổng lồ để các bạn tha hồ đi săn sau khi đã hoàn thành game, nên cũng không đến nỗi là đói content sau game. Đối tượng của game này hướng đến chắc chắn là những người chơi lâu năm. Họ mong muốn sự trải nghiệm cái gì đó mới mẻ và thử thách sau một khoảng thời gian chơi game có độ khó lưng chừng hoặc là quá dễ đoán, thì con game này hoàn toàn xứng đáng 100 điểm chất lượng. Còn với người chơi mới thì sẽ thấy lối chơi của con game này có phần lạ lẫm so với những gì mình đã biết trước đây. Độ khó của game cũng là một thách thức nếu các bạn muốn chơi trải nghiệm. Nhưng nếu bạn chịu được những ải đánh boss thì con game này sẽ cho bạn cái nhìn cực kỳ mới và thực tế về thế giới của những con bù bớ thần kỳ này đó. Và rồi, chúng ta sẽ đến với tựa game mới nhất của thương hiệu Pokemon được ra mắt vào cuối năm 2022. Đó chính là Pokemon Scarlet and Violet. Tựa game thế giới mở đầu tiên của thương hiệu Pokemon. Cho bạn nào thắc mắc thì Pokemon Legend chỉ là bán thế giới mở mà thôi, với vùng đất Paldea, tỷ lệ cực kỳ rộng lớn, địa hình thì phong phú và chờ đợi người chơi khám phá. Và cũng nói một thông tin khá liên quan đến việc đánh giá là con game này được phát triển trước cả Pokemon Legend Arceus, nên một số tính năng của Legend Arceus đôi khi con game này cũng sẽ không có. Về nội dung và cốt truyện thì cũng khá là đáng khen cho con game này, vì đúng là nó vẫn giữ nguyên việc đánh gym truyền thống và đánh champion. Nhưng bên cạnh đó chúng ta còn phải giải quyết các căn cứ của team phản diện, đánh đuổi những Pokemon Titan rải rác khắp vùng đất Paldea rộng lớn. Rồi cùng nhau chúng ta sẽ đi giải mã những bí ẩn của khu hố sâu khổng lồ ở khu vực trung tâm của Paldea, nơi mà tất cả sự kiện trong game được lý giải. Cái tốt nhất của con game này theo tôi đó là sự kết nối giữa các nhân vật với nhau. Phải lâu lắm rồi chúng ta mới có cảm giác các nhân vật trong game có sự kết nối và tương tác với người chơi, và chúng ta thật sự đồng cảm với những nhân vật đó. Sự kiện khi mà mọi thử thách vừa qua cùng quy về một mối để cùng nhau giải quyết vấn đề, nó cho tôi cảm giác như là mình đang xem kín vạn hoa vậy đó. Kiểu một hội bạn cùng nhau xử lý những vụ án hóc búa mà người lớn cũng phải bó tay, kiểu vậy. Chủ đề xuyên suốt của trò chơi là đi tìm kho báu. Và đến cuối cùng thì mỗi người trong nhóm bạn đều tìm được kho báu cho riêng mình, thay vì là những kho báu hiện kim như chúng ta vẫn tưởng. Tiếp nối theo cốt truyện chính của Paldea là bản DLC giới thiệu hai khu vực mới là vùng đất truyền thống Kitakami và học viện dưới biển sâu Blueberry. Tưởng hai khu vực này rời rạc, nhưng đến cuối cùng thì nó lại là mảnh ghép hoàn thiện bức tranh về nguồn gốc sức mạnh của Terastallize. Và một lần nữa, sự gắn kết về chiều sâu cùng với hành trình phát triển của nhân vật lại được phát huy rõ rệt. Về phần này thì tôi đánh giá Pokemon Scarlet and Violet cao hơn Pokemon Sword and Shield khá là nhiều. Về mặt gameplay thì điểm cộng lớn nhất là cơ chế chiến đấu Terastallize vô cùng healthy và balanced. Dù chỉ đơn giản là đổi hệ của Pokemon thôi, không cần giữ vật phẩm hay là gì cầu kỳ, nhưng nó lại đáp ứng cả tiêu chí công và thủ, phù hợp với mọi Pokemon, không có con nào bỏ lại phía sau. Trận chiến trở nên khó đoán hơn và tính chiến thuật tùy cơ ứng biến cũng cao hơn. Pokemon ở bản này giờ đây cũng đã có thể xuất hiện ngoài tự nhiên, chứ không còn chỉ ở trong bụi cỏ như bản trước nữa. Bạn có thể bắt Pokemon bằng cách ném quả bóng vào chúng để khai màn chiến đấu, hoặc là chạy đâm vào chúng cũng được luôn. Việc núp lùm để ném bóng chứa bất ngờ vào Pokemon cũng có, như là Pokemon Legend Arceus. Nhưng Pokemon trong đây sẽ không vào bóng liền, mà chỉ để lượt đầu tiên trong trận đấu chúng bị bất ngờ và tỷ lệ bắt sẽ cao hơn. Còn những thử thách để đi đến đánh với Tứ Thiên Vương và Champion thì chúng ta phải vượt qua được tổng cộng 18 thử thách, bao gồm là 8 Team Leader, 5 Pokemon Titan và 5 căn cứ của kẻ xấu. Vì là một thế giới mở nên bạn muốn đánh cái nào trước cũng được, thứ tự không quan trọng miễn là bạn hoàn thành xong.
cơ mà không có vụ scale level, nên nếu bạn chọn thử thách cuối cùng để đánh đầu tiên thì cũng coi như là sắp mặt. Vì vậy bạn đi theo thứ tự của nhà làm game sát cho bạn thì sẽ dễ chơi hơn rất nhiều. Cái vụ không có scale level này cũng là một hạn chế, tưởng chơi tự do được nhưng thực ra là nằm trong một khuôn khổ nhất định. Về mặt đồ họa thì trước khi chơi tôi cũng hiểu đây là tựa game thế giới mở đầu tiên của thương hiệu, chưa kể là thêm hai khu vực rộng lớn là Kitakami và Blueberry nữa. Rồi số lượng Pokemon dù đã cắt giảm National Dex thì vẫn còn quá nhiều so với dung lượng và cấu hình của một máy Switch, nên lỗi giật lag, tốc độ khung hình giảm thảm hại là một điều không thể nào tránh khỏi. Cái video review nhanh về Pokemon Scarlet and Violet tôi cũng đã có chê về mấy cái lỗi mắc cười của game này rồi, và may mắn là các bản cập nhật sau đó họ đã sửa đổi bớt phần nào, nhưng tình trạng giật lag trong khung hình vẫn diễn ra vô cùng thường xuyên ở những khu vực có nước, đã vậy còn khi gặp mưa nữa thì thôi nghỉ phẻ. Chưa kể là việc load in game tôi thấy là cứ bị trễ kiểu gì á. Đặc biệt là mỗi khi xem thông tin của một Pokemon thì mình phải chờ một lúc lâu sau hình ảnh của Pokemon mới hiện lên. Điều này là hoàn toàn không có trong 8 thế hệ trước. Tôi nghĩ mọi người chơi game này 2 năm bị quen không nói nhiều về vấn đề này hay sao đó. Thành ra đây giống như là từ lỗi thành tính năng luôn rồi, mọi người không nói gì nữa. Khi mà cả nhân vật game của chúng ta cũng phải mất một lúc rất lâu sau đó mới xuất hiện mỗi khi chúng ta muốn xem thông tin của mình. Kéo theo đó là vấn đề mà tôi đã nói trong phần đồ họa của Legend Arceus. Việc ném bóng vào Pokemon để chiến đấu không hề mượt mà, giống như việc bạn chọi cục đá vô Pokemon xong đợi một hồi mới vào trận. Hả? Pokemon trong khoảng thời gian đó là đơ như xịt keo luôn. Nếu đã thấy Pokemon Legend Arceus thể hiện rồi thì vấn đề loading này của game khó thể nào bỏ qua được. Về mảng răng cưa trong game và cách đổ bóng trong game thì cũng không bằng Pokemon Sword and Shield. Cộng thêm việc thế giới mở khá là trống trải và sơ sài, khiến cho vùng đất bỗng trở nên hoang vu, dù cho có đầy màu sắc đi chăng nữa. Nói lại là tôi rất hiểu về việc phải nhồi nhét rất nhiều thứ vào con game này, sẽ không thể nào tránh khỏi những vấn đề. Nhưng để đánh giá khách quan thì phần đồ họa của Pokemon Scarlet and Violet lại làm không tốt chút nào so với những con game trước. Có chê thì cũng có khen, các Pokemon ở thế hệ này cũng được cho thêm texture để diễn tả chi tiết hơn về cơ thể của chúng. Loài rắn có thêm những cái vảy ống ánh và Milotic cũng vậy. Các Pokemon hệ thép như là Bronzong có thêm những vết mòn của những khối thép qua thời gian, và những con khác được tả kỹ hơn về phần cơ thể của chúng, không còn chỉ là những khối hình bóng bẩy con nào cũng như con nào trước đây nữa. Cơ mà chắc tại vì thêm texture cho tất cả các Pokemon như vậy mà không còn có dung lượng để đầu tư cho mấy cái animation luôn. Về mặt giá trị chơi lại thì đối với những ai không chơi VGC thì con game có thêm hai bản DLC với nội dung cốt truyện tôi cho rằng khá đồ sộ. Còn với một ngoại truyện đi bắt Pokemon huyền ảo nữa thì để hoàn thành hết cũng tiêu tốn không ít thời gian của bạn đâu. Vì cái khối lượng content lớn như vậy nên cũng phần nào xí xóa được các lỗi đồ họa trong game. Các trận đánh raid sự kiện được nhà làm game tổ chức thường xuyên hơn sẽ cho các bạn bắt được những Pokemon hiếm hơn. Cộng với việc đi bắt các huyền thoại ở bản game trước nữa thì chơi từ giờ cho đến khi có game mới là vừa. Còn đối với những ai chơi VGC thì khỏi nói rồi hen, xây dựng Pokemon để thi đấu đánh giải xếp hạng trong cái game này khá là dễ, nên chúng ta dư sức để sáng tạo ra đội hình của riêng mình mà không lo bị đói content. Thông qua những đánh giá trên về năm tựa game thì tôi cũng sẽ phân ra thứ hạng những con game phù hợp với những người chơi mới lẫn người chơi lâu năm như sau. Đối với người chơi mới muốn làm quen với Pokemon, tôi sẽ khuyến khích chơi Pokemon Let's Go Pikachu và Let's Go Eevee trước. Sau đó sẽ là chơi Pokemon Brilliant Diamond and Shining Pearl. Kế đến là Pokemon Sword and Shield để làm quen với bán thế giới mở. Và rồi qua tới Pokemon Scarlet and Violet. Rồi đến lựa chọn cuối cùng mới là Pokemon Legend Arceus. Đối với người chơi lâu năm, cảm thấy khá nhàm chán với mô típ thường có của Pokemon thì lựa chọn hàng đầu sẽ là Pokemon Legend Arceus. Rồi đến tựa game Pokemon Scarlet and Violet. Rồi tiếp đến là Pokemon Sword and Shield. Lựa chọn thư giãn hơn sẽ là Brilliant Diamond and Shining Pearl để ôn lại kỷ niệm thời Gen 4. Và lựa chọn vô tri nhất mà người chơi lâu năm có thể có đó chính là Pokemon Let's Go Pikachu và Let's Go Eevee. Ở trên là tất cả những đánh giá của tôi về các tựa game Pokemon đã ra mắt trên Nintendo Switch trong suốt 7 năm qua. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem tương lai với hệ máy mới được chắc nịch ra mắt vào năm sau. Sẽ có những tựa game Pokemon nào thật sự bùng nổ với sức mạnh của con máy mới? Pokemon liệu có một bước chuyển mình cùng tựa game Pokemon Legend Z2A để tiếp nối thành công mà người tiền nhiệm làm được hay không? Hãy cùng chờ xem. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!